Những nhân vật được mong chờ nhất lúc này trong ta dài, tinh Jun, sau một thời gian dài mất tích thì cuối cùng cô ấy cũng đã chính thức trở lại. Kỳ này là hàng diêu 100% không phải pha kè như hồi chúng ta mới vào Lufu. Có thể anh em đã quên thì tinh Jun chúng ta gặp khi mới vào Lufu là Fantania đóng giả. Kỳ này tinh Jun sẽ xuất hiện với một nhân dạng mới là Fu E Cử vĩ chín đuôi khoảng vào 2.7 sẽ có. Nhìn đẹp vô cùng quá là oách xà lách nhưng cô ấy không biết anh em là ai đâu. Hơ ta form 5 sao. Hiện tại vẫn chưa rõ là bao giờ cô ấy sẽ chính thức xuất hiện nhưng từ tấm ảnh này chúng ta có thể thấy được đây là một hơ ta hoàn toàn mới. Với nhân dạng con người thật sự không phải là một robot như phiên bản mà chúng ta gặp trên đội tàu rất là quyến rũ đấy, dự là vào phiên bản cập nhật tới của vũ trụ mô phỏng thì chúng ta sẽ được gặp cô ấy hoặc có thể là không nhưng rất đáng mong chờ. Có thể nói hiện tại đây là hai nhân vật được quan tâm nhất lúc này. Dự là bản 2.7 tới sẽ rất là bùng nổ. Nếu thông tin về ngày ra mắt của Tinh Jun là đúng thì kỳ này sẽ có rất là nhiều anh em sẽ dùng cháy hết lượng ngọc ánh sao dự trữ của mình để có thể lấy về được cô ấy. Tôi cũng đang tích dần ở đây được một bớ rồi hy vọng kỳ này sẽ không bị kiếm Ian quy nám.